Hello, hola, ¿cómo está? Mình xin chào các bạn. Các bạn mình hôm nay khỏe không? Hôm nay mình lại đi khám phá một nơi rất là thú vị, rất là lý tưởng, nhất là cho những các bạn ở nơi xứ lạnh. Mình gửi đến một chút xíu nắng và một chút ấm cúng đến cho các bạn nhé. Hôm nay các bạn cùng mình đi tung tăng nhé ở ngoài biển. Đây là ông Mễ mình mới vừa quen. Nói giỡn với các bạn chứ, đó là chồng mình. Hôm nay là ngày thường, thành ra cũng không đông lắm. Cuối tuần, buổi chiều thì đông hơn một chút. Nhưng bây giờ mùa dịch thì ở đâu cũng vắng tanh như chùa Bà Đanh. À, nói tới chùa Bà Đanh, năm ngoái mình có về Việt Nam, mình được hân hạnh tới chùa Bà Đanh. Đúng là vắng như chùa Bà Đanh, không có ai cả. Các bạn thấy mấy bộ ghế không? Rất là đẹp. Mình có thể ngồi hay nằm thư giãn. Nếu các bạn để ý ở dưới nước có mấy cái ghế mình có thể ngồi đó rồi có thể uống rượu, uống bia ở dưới túp lều. Vừa bơi, vừa ngồi uống nước. Nhưng bây giờ thì chả có ai ngồi cả. Nước cũng hơi là lạnh rồi. Đây là những căn nhà nằm trước mặt bờ biển luôn. Và đây mình thấy mình chưa đen đủ, thành ra ra đây đứng phơi nắng cho thành mị đen luôn, hay là đen như mấy cục đá này luôn. Các bạn để ý có thấy mình giữa mấy cục đá đen không? Mình và đá không biết ai đen hơn ai. Chứ em xin vài giây làm duyên, làm dáng. Qua qua qua, may túi ba gang, các bạn cùng mình đi lấy vàng. À quên, đây là chim chứ không phải quạ. Lúc này là buổi sáng, mình đi dạo và đi hứng gió và mệt quá, ngồi nghỉ ngơi và thở hơi một chút xíu. Và bây giờ các bạn hãy cùng mình lắng nghe tiếng sóng, để tiếng sóng đánh đi hết những chuyện muộn phiền và âu lo,
trong cuộc sống ngắn ngủi của đời mình, của đời người. Và nhà hàng này nó kêu là nhà hàng Hải Dương, tại vì nó nằm ở ngoài biển. Và video của mình đến đây đã kết thúc. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn một ngày gần đây. Bye bye.